gió thì sao ba, gió hay rồi. Đi. Hay xe lăn quay. Phim mấy loại rồi. Rồi cả thế giới học lên phim rồi. Chào mọi người buổi sáng. Hôm nay là ngày thứ năm. Thứ bảy này mình về rồi. Thì mấy anh mấy chị sau khi ăn sáng cũng như mọi hôm vậy đi vòng vòng thành phố cho người nó thoải mái, khi tóp đỉnh đẩy. Mẹ vợ tôi đẩy mà không nổi luôn, lên cái dốc nó cao quá đi. Đấy là cái souvenir vậy thôi. Một cái chuyến đi du lịch ở Espan nhớ đời. Xuống đây được không? Xuống đây được không? Anh Tóc xuống đây được không? No, no. Đây. Đây là tình sử anh em ruột. Gọi là anh em như thể tay chân. Anh té thì không được. Còn em hôm nay Nhung đi chơi, bỏ anh Hải một mình ở nhà. Lâm phải làm trách nhiệm của một người em. Quay lại nè em. Chạm vô. Phải đoàn U70 với U80 giờ rụng hết rồi. Hiện tại bây giờ mình đang đứng ở phía ngoài cửa tiệm hạng giày. Quay mấy anh chị đang ở bên trong mua đó. Ở bên trong họ để nhạc lớn quá nên mình không có quay. Hôm nay bà xã bà dự định đi mua giày, bà chị nữa. Ai ngờ mấy ông vô thì mua được, mấy bà vô lựa không xong. Hóa ra là mình vừa đi chơi mình vừa sắm đôi giày trắng dễ thương. Hôm nay đẩy anh Hải ra ngoài này đi dạo chơi, chụp vài tấm hình kỷ niệm chung với anh em. Đây là cái kỷ niệm mà anh bị bong gân chặt chân bởi vì lý do đi không có ngó đường, ngó mấy cô đâm ra bị chặt chân là vậy đó. Đi đâu chơi cũng phải cẩn thận nha mọi người. Đi ngắm đằng trước nhưng mà cũng phải để ý ở dưới chân mình, để khỏi bị những cái lề đường nó gặp gành, những cái viên đá đó nó trơn mà gặp ngay trời mưa nữa. Hôm bữa anh bị té là vì trời mưa đó. Mình đi đâu thì đi, dạo đâu thì dạo, rốt cuộc mình cũng trở về cái chỗ nhà thờ. Bởi vì đây là cái trung tâm shopping của thành phố Lloret de Mar. Mà chính bản thân mình cũng thấy ở khu vực này rất là vui. Còn nếu mà ra biển ngồi nghỉ ngơi thì nó khác. Chứ còn nếu mà đi dạo, đi vô trung tâm, thứ nhất là mình vừa được đi coi mấy cái tiệm shopping. Thứ hai là chiều mấy chị cho mấy chị đi chơi, mấy chị rất là thích. Nhất mỗi lần đi vô khu vực này, khổ cho mấy ông là chỉ có đứng ngoài chờ thôi. Nhưng mà chờ với sự tự nguyện nha. Lúc nào cũng vui vẻ chứ không phải xong xuôi chờ ra cằn nhằn. Mấy chị vừa ghé tiệm giày xong xuôi, vừa rời tiệm giày kia để ghé vào tiệm giày này. Đấy.
Không, xăng đan này đi cũng được lắm á, nhưng mà con cái là mỗi lần đi mang xăng đan vô trong vali rất là nặng. Bây giờ thì dư ký mà. Màu trắng đẹp nhưng mà không phải gu của Trúc đâu. Tại vì cái này nó đi đế nó thấp mà. Mình thấy các cái kiểu ở đây cũng rất là dễ thương nhá. Kê gót những lúc thấp, cao, trung bình đều có đầy đủ hết. Màu đen hả? Je mong tức là mình gặp cái ông này, ông biết nói tiếng Pháp nên vấn đề mà mình giao tiếp trả giá thì tương đối nó cũng dễ dàng. Ở đây mình thấy cũng có nhiều cái áo polo đẹp, những cái model cái cổ nó nhỏ thôi, không có loại lớn. À, bà xã mình tìm được cái áo này, áo khoác cũng dễ thương lắm nè. Năm này cọp á. À, màu rất là đẹp. Tới đây XL, N, XL, double XL, quá trời đủ kiểu hết. Mặc vậy anh mặc vậy anh mặc hoài rồi nhung không nhung màu đen phải không? Rồi các anh các chị tha hồ mà lựa. Mặc thử coi, kéo vào coi. C'est la taille unique. C'est bon. Không có plion. Hỏi ông size lớn đi. Cái màu này mặc rất là đẹp, mặc cái quần trắng, quần đen cũng đẹp nha. Rất tiếc là cái size nó hơi nhỏ, mặc nó chật. Trời ơi, đi đâu gặp mấy chị, ý chị đi quá trời, hai chị này chị mua đồ. Đây, bọn là 5 đồng, 10 đồng không, mà đồ rất là đẹp. Mấy cái đồ mấy chị đang mặc đó, là mua ở đây hết. Rất đẹp nha. Đi lòng vòng ở trong cái khu phố shopping này gặp nhau hết. Người đi sáng sớm, người đi rất là trễ, nhưng mà bất cuộc cũng gặp nhau ở đây. Bây giờ đi về. Bây giờ trả chị 6 đồng có bán không? Bán lại không? Không lẽ lèo nhèo nó, chừng nó đồng thì nó thôi, cho nó rồi. Bớt đau khổ chưa? Rồi sao ba? Đỡ cạnh uống nước lip hang thì đỡ. Bây giờ cả đoàn sau khi đi chơi mua đồ, mấy chị cũng mua tương đối cũng nhiều, thì bây giờ mọi người trở về lại
hotel, ăn cơm nghỉ trưa xong xuôi tiếp tục chiều khoảng từ 4:30 5 giờ lại đi lòng vòng ở Loe de Ma nữa. Bây giờ cái group của mình chia làm hai, mấy ông thì bây giờ đi về lại hotel, mấy chị thì là bắt đầu đi tiếp tục. Mấy chị ấy là nói chưa có đủ thì giờ để mà đi, nên bây giờ là lợi dụng còn ở đây 2 ngày nữa đi xem đồ cho hết. Bây giờ thì mấy ông của chúng tôi sắp sửa về đến hotel rồi. Thì cái clip này dài không dài mà ngắn không ngắn, nên mình xin tạm dừng cái clip này ở đây. Và không quên kính chúc mọi người được một ngày thật vui vẻ, thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống.